với những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ là những ai yêu thích các bộ môn thể thao thì cũng dễ dàng nhận ra chàng trai mà trượt ván trên cát đó chính là Nguyễn Thái Bình và cũng là nhân vật khách mời của chương trình chúng ta trong ngày hôm nay, một trong những vận động viên của lứa đầu tiên của thể thao Việt Nam tham dự một kỳ đại hội thể thao mùa đông châu Á. Xin chào Bình. Chào. Lời đầu tiên thì cho phép là ekip thực hiện chương trình rất là cảm ơn Bình khi mà đã từ Phan Thiết vào đây trong những ngày mà trời mưa gió như thế này. Vậy thì đầu tiên Bình có thể chia sẻ với quý vị khán giả là Bình là sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Mũi Né luôn hay là như thế nào ạ? Đúng rồi, Bình sinh ra và lớn lên ở thành phố Phan Thiết, Mũi Né luôn. Vậy thì như hồi nãy vì anh có giới thiệu với quý vị khán giả đó là trượt ván trên cát thì cái chuyện đó, những cái hình ảnh đó thì chắc là cũng rất là quen thuộc với những cái khách du lịch đến với những cái vùng miền biển như vậy. Nhưng mà Bình lại là một vận động viên thi đấu trượt tuyết thì nghe qua thì nó rất là mâu thuẫn. Vậy thì không biết là có ai mà thấy Bình mà khi mà mình phải tập luyện trượt ván trên cát như vậy nhưng mà mình đi ra nước ngoài mình phải thi đấu trượt tuyết như vậy thì người ta có cảm thấy là có một cái điều gì đó, người ta có hỏi Bình là tại sao Bình lại chọn như vậy hay không? Mà, lúc Bình tập bộ môn trượt cát trên đồi cát á, để đi thi trượt tuyết thì có rất là nhiều người ngạc nhiên và hay nói mỗi câu là mày bị khùng hay sao? Tại trượt cát nơi đời trượt tuyết nó đâu có giống nhau đâu. Dạ. Nên mình nói không, tại vì người ta không hiểu thì nguyên lý két với tiết thì nó giống nhau, chỉ nó khác về cái tốc độ thôi, kỹ thuật thì nó giống nhau hết. Kỹ thuật giống nhau? Giống nhau hết. Ván trượt cổ, trượt két cũng giống nhau với ván trượt tuyết luôn, chỉ nó cái độ dày và độ mỏng khác nhau thôi. Nếu mình đã có cơ hội trượt được những cái kỹ năng về trên két thì khi mình tiếp xúc với tuyết thì rất là đơn giản, không có cần phải học thêm cái lesson của trên tuyết nữa. Mình quay lại cái thời gian ngày xưa một tí. Được biết là từ năm 2004-2005 thì Bình cũng đã theo rất là nhiều môn thể thao, ví dụ như võ nè, rồi trượt ván, rồi trượt ván diều nè. Thì không biết là những cái môn thể thao đó thì vì anh nghĩ là nó cũng không có gì quá khó hiểu, bởi vì mình sinh ra từ một cái vùng miền biển như vậy thì cái việc mà trẻ con mà chơi trượt ván hay chơi trượt trên cát đó là điều bình thường. Nhưng mà cái cơ duyên vì đâu mà tự nhiên mình lại chuyển sang trượt tuyết mà hoàn toàn Việt Nam mình lại không có một cái sân trượt tuyết nào, rất hiếm khi có tuyết, mà tại sao cái ý nghĩ đó nó xuất phát từ lúc nào ạ? Tại vì lúc mà mình biết đến bộ môn trượt tuyết thì ở trên TV thôi, với lại mình cũng muốn thử cái sợ mình về cái cảm nhận được trên tuyết như thế nào, thì mình là xứ sở ôn đới, nhiệt đới thì mình chắc là ham muốn đến tuyết đó. Qua TV thôi, xong rồi mình cứ tập trên cái tấm ván diều, thì đi lên trên đồi két để chơi, lấy cái miếng ván diều á để tập thì mình thấy nó cũng hơi giống. Rồi cứ nghĩ là đó là như là mình đang trượt tuyết. Mình đang trượt tuyết thì thôi. Rồi thì cái cơ duyên đến thì một ngày đó thì có một cái đại hội đó thì nước bạn thì mời Việt Nam có đến tham gia cái giải đấu đó, chủ yếu là đến tham gia học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thôi. Thì Việt Nam mình có một cái chương trình đó thì có mời mình đi. Rõ ràng nó là một cái cơ hội quá lớn đúng không? Giống y như là mình chạm đến cái ước mơ như vậy. Nhưng mà thật sự vì anh vẫn rất là băn khoăn trong đầu. Có nghĩa là trước đó là anh Bình cũng chưa hề đi du lịch ở đâu mà có tuyết đúng không? Đúng rồi. Chỉ là xem TV thôi. Chỉ xem TV. Xong tự nhiên là tôi nhìn là tôi thích. Xong rồi tập. Cứ tưởng tượng ra cát là tuyết. Tập mấy tháng trời trên cát không? Cứ tập như vậy. Và ước mơ một ngày nào đó mình sẽ được thi đấu trượt tuyết. Chạm đến tuyết. Và cuối cùng điều đó trở thành hiện thực. Đúng rồi. Lúc đó cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc vui lắm, lúc mà nhận được giấy báo về để đi thi đấu và tập luyện và thi đấu trượt tuyết thì nói chung là vỡ ò luôn, vui. Vì một phần là mình trải nghiệm được, mình có đam mê rồi, chạm được cái đích đến của mình. Và một phần mình muốn góp một phần nào đó cho một cái quốc gia mình, để tất cả các nước trên thế giới biết được là nước Việt Nam mình có thể chơi được, không có tuyết vẫn chơi được, chứ không phải là chỉ có nước có tuyết mới chơi được. Nhưng mà vì sao mà mọi người biết đến anh để mà cũng gọi anh vào trong đội tuyển đại diện cho thể thao Việt Nam đi thi như vậy? Thì cơ duyên là mình có quen biết anh Quân. Thì anh là người đi đầu trong cái bộ môn trượt tuyết đó. Thì hàng năm anh có những cái giải đấu của
những cái chương trình huấn luyện của program của Hàn Quốc đó, là đưa lứa vận động viên từ dưới 18 tuổi đi thi, đi tập huấn. Đó thì trong cái lứa đó, thì anh Quân có biết đến là vì mình chơi rất là nhiều bộ môn thể thao rồi tất cả đều là trên tấm ván hết. Cái sự giữ thăng bằng của những cái ván đó nó sẽ kết, nó liên quan đến nhau. Thì anh Quân mới gọi vào nó, em có muốn tham gia không? Thì lúc đó là nhận lời liền luôn. Những cái kỹ năng mình đã có đầy đủ hết rồi, chỉ có tập luyện thêm một xíu nữa là chơi được. Vậy thì khi mà đến Sapporo, Nhật Bản á, là nơi mà tổ chức cái đại hội như vậy á, thì cái cảm giác đầu tiên của mình là gì? Cảm giác vui mà dung như lại một cái đại hội rất là lớn, nhiều lắm, mấy chục bộ môn của Winter Game lần. Mà Việt Nam mình là một nước mới nữa, nên cũng một phần thì vui mà một phần thì hơi tâm lý một xíu. Thì có mấy cô chú ở trong Ủy ban Olympic, chú Mai Bá Hùng, thì mấy anh em và vận huấn luyện viên thì cũng động viên thôi. Trước khi đi là đã đặt ra mục tiêu là chỉ giao lưu và học hỏi thôi. Còn cái chuyện mà thành tích thì đừng có nghĩ đến, để không có cái áp lực, cứ thi đấu hết mình, chơi cho nước bạn biết là Việt Nam mình có thể chơi được. Thì anh em cứ qua đó thì cứ tập luyện và chơi giống như mình đi một buổi chơi thôi. Vậy thì lúc đó là anh Thái Bình là dự thi cái nội dung gì của trượt tuyết? Bình là tham dự nội dung là slalom của snow, trượt tuyết. Là thi đơn? Thi đơn, quán đơn. À. Quán đơn về biểu diễn slalom, lạng cốc đó. Rồi lúc đó mình có hoàn thành tốt bài thi của mình không? Lúc đó thì Bình sung quá, tôi nghĩ là lúc tập thì chơi rất là hay. Mà khi vô thi đấu thì cái đường băng của nó bị đóng băng. Với lại dụng cụ của mình là không phải chuyên về slalom, chỉ là freestyle, biểu diễn kỹ thuật thôi. Mà mình chơi sai dụng cụ, không có đúng cỡ, thì hơi lệch ra ngoài, thì bỏ cọc 3 cây thì nó cho loại. Là coi như kỷ niệm đầu tiên là mình bị loại. Ở cái nội dung slalom đó. Rồi tiếp theo? Tiếp theo có kỷ niệm như mới ngày đầu vô tập thì bị tét sống mũi. Là bị bởi do bị té hả? Hai người tập trung với nhau đâm luôn. Thì cái cây mà của trượt ván đôi á, đập vô thì tét sống mũi. Rồi. Mà vui lắm, có nhiều kỷ niệm. Cuối giờ tập thì các anh em chơi mấy cái trò chơi mà ngồi trên tấm ván rồi 4-5 anh em đu cho chạy xuống rồi nằm xuống cái đó. Tuyết thì nó phủ dày cao gì nè, thì có độ xốp thì mấy anh em cứ nằm thẳng xuống đó luôn, tập phủ tuyết đầy, thấy được rất là thích mà rất là lạnh, nhưng mà vẫn chơi mấy cái trò đó vui lắm. Nhưng mà chơi xong anh ấy là cứ vì cong thấy luôn. Là dù là đã trải qua 2 năm vậy nhưng mà trong ánh mắt của anh Bình cũng rất là nhiều cảm xúc, đúng không? Cái cảm xúc của một người mà tiên phong á, cái người mà lần đầu tiên á, như anh Bình nói á, là có thể là mình mang không có đúng cái trang thiết bị, dụng cụ, mọi thứ nó quá lạ lẫm. Và đặc biệt Việt Nam là một cái nước nhiệt đới như vậy, mà anh Bình lại không phải sinh ra ở từ phía Bắc, là ít ra nếu phía Bắc hay là vùng núi Sapa gì đó còn có những lúc nó có tuyết, còn đây là mình sinh ra toàn là cát trắng, gió, biển không. Thì cái việc mà được nhìn thấy tuyết và được lần đầu tiên mình được chạm đến cái ước mơ của mình, mặc dù là mình bị loại, mình không được là có một cái thành tích gì hết, nhưng mà cái cảm giác lúc đó nó tuyệt vời lắm, nó khó tả lắm, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ có lẽ là sẽ có một món quà bất ngờ dành cho anh Bình. Xin mời anh Bình hãy theo dõi những hình ảnh sau đây nhé. Thưa quý vị, hôm nay sẽ là ngày thi đấu đầu tiên của Đại thể thao Việt Nam tại Á vận hội mùa đông Sapporo lần thứ 8 năm 2017 ở Nhật Bản. Và hai chàng trai tiên phong cho đoàn Việt Nam ngày hôm nay đó là bạn Nguyễn Thái Bình và bạn Trịnh Đình Thời, những người sẽ tham gia nội dung đó là trượt tuyết độ dốc ván đơn. Từ khách sạn A3, nơi cư trú của đội, nhiệt độ khoảng âm 5 độ C. Sau 45 phút di chuyển bằng xe hơi, đến trung tâm trượt tuyết trên núi Tani, cái lạnh cát già chỉ còn khoảng âm 15 độ C, khiến ngay cả những người dân địa phương Sapporo cũng phải e ngại. Ấy vậy, dù lạnh bên ngoài, nhưng Đình Thời và Thái Bình vẫn ấm trong lòng khi được cả đội cùng theo chân bảo bọc. Việt Nam, cố lên! Chiều dài đường trượt thi đấu chỉ khoảng 350m, nhưng với 35 cột chướng ngại vật san sát nhau, một thử thách vô cùng khắc nghiệt hiện ra trước mắt. Đó là chưa kể tâm lý choáng ngợp trước những cú trượt xé gió của các đối thủ tầm cỡ châu lục. Cảm giác rất căng thẳng.
Dù đã chuẩn bị tất cả những gì có thể, nhưng mỗi phút thi đấu trôi qua lại là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, lạ lắm. Nguyễn Thái Bình xuất phát trước cho đoàn Việt Nam ở vị trí thứ 23. Một tay lướt ván sóng, dù lượng cư khôi ở quê nhà Phan Thiết, lại bị loại đáng tiếc ngay lượt đầu tiên vì phạm luật bỏ cột chướng ngại vật. Tại vì dụng cụ mình rất là lớn, và không có thể nào theo được cái rãnh của các vận động viên trước đi. Thì dụng cụ lớn thì nó sẽ lón theo cái rãnh, thì những cái rãnh đó toàn là băng không à, nó sẽ trơn, là mình mất thăng bằng, mình sẽ bị té. Mỗi kỳ vọng còn lại trong ngày xuất quân đổ dồn lên vai Trịnh Đình Thời. Cứ mỗi lần té ngã, Đình Thời lại đứng dậy trực tiếp, cố đạt ước nguyện cho bằng được, là hoàn tất phần thi ở một kỳ đại hội lớn đầu tiên trong đời. Đừng nghĩ Việt Nam là chơi không được, hãy vượt qua bản thân của chính mình sẽ làm được hết tất cả. Ngày hôm nay thì tôi rất là bất ngờ, vui mừng cũng như là cảm thấy một phần tự hào khi mà được cộng đồng bạn bè quốc tế, đặc biệt là nước chủ nhà Nhật Bản chào đón rất là nhiệt tình, cũng như là quan tâm chúng ta rất là nhiều, và họ cảm thấy là họ thật sự thán phục những vận động viên của chúng ta. Đó là những lời khen không hề quá lời. Nếu nhìn thấy các vận động viên ở thành phố Sapporo rèn giũa kỹ năng trượt tuyết từ độ tuổi rất nhỏ, ngày qua ngày, để rồi 10, 15 năm sau, họ mới đại diện cho Nhật Bản tranh tài ở các kỳ đại hội lớn. Chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao các tuyển thủ Việt Nam gọi những thành tích ngày hôm nay là giấc mơ thành hiện thực. Vâng, những cái hình ảnh tuy là ngắn thôi nhưng mà cũng cho khán giả cũng thấy được là anh Thái Bình đã thể hiện như thế nào trong cái kỳ đại hội đó. Mình có trang bị những cái đồ, quần áo hay là những cái gì để giữ ấm cho mình không? Nói chung là trang phục thì y chang như các vận động viên kia luôn. Vẫn hai lớp áo khó, áo lót bên trong rồi áo trượt tuyết dày. Ngoài quần thì chống, có lớp chống nhiệt, lớp cách nhiệt. Nhưng mà để mà cái kỹ thuật trượt như vậy thì bao gồm những cái yếu tố như thế nào? Mình tập luyện ra sao? Mình tập luyện những cái kỹ thuật đó thì mình phải cần có sự thăng bằng. Thăng bằng vào một, và khi cái những cái thể thao tết là khi mình muốn quần á, bị cua thì mắt của mình phải nhìn quai. Nếu bị không nhìn quai thì nó sẽ bị quăng người liền. Nói chung là khi mình lướt thì mình cứ quai theo mắt, cứ đi theo một cái đường thẳng. Gặp sự cố mà bị như giống như mình không có nhìn theo là dễ bị chấn thương, dễ bị té. Thì cái tên Thái Bình, bây giờ nhắc đến cái tên Thái Bình của anh, tôi nghĩ là khi mà ba mẹ đặt tên thì chắc là mong muốn là chàng trai, đứa con trai của mình sẽ có một cái cuộc sống rất là bình yên, bình lặng, đúng không? Thái Bình. Nhưng mà dường như là anh luôn chọn cho mình những cái hướng đi khác người, một cái cuộc sống không bằng phẳng. Có phải như vậy không ạ? Đúng rồi. Có những con người như vậy, khi người ta cá tính như vậy, người ta có những cái suy nghĩ, người ta có những cái lối đi khác với bình thường. Nhưng không ai nghĩ là tự nhiên mình trượt cát và ước mơ mình sẽ một ngày nào đó mình trượt tuyết, trong khi cuộc đời của mình chưa bao giờ nhìn thật sự ở ngoài thấy tuyết là như thế nào. Đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vậy thì không biết là từ cái ngày mà ở Sapporo về đó cho đến bây giờ là hơn 2 năm như vậy, thì cái cuộc sống của anh có cái gì thay đổi hay không? Lúc từ giải đấu về là sau một tuần là mình lập gia đình. Là mình cưới vợ, và cưới vợ thì một tháng sau là mình gia viên cất nhà ở. Rồi mình vẫn đi làm, đi dạy học, đi huấn luyện viên cho khách rồi đi tập luyện. Nói chung là từ khi lập gia đình thì bớt đi tập lại rồi. Có em bé rồi, có vợ con, gia đình phải nhiều thứ để lo lắm. Rồi cũng lâu lâu thì vẫn đi tập. Thì từ lúc mà sau giải đấu thì mình có nhiều nhiều chương trình mời làm lắm. Quay liên tục. Cứ đài nước ngoài quay, rồi đài Việt Nam quay. Quay nhiều, làm nhiều chương trình. Nên cũng có cái duyên là từ khi xong cái giải đấu thì cũng có nhiều người biết đến, vì lúc trước đi thi thì không ai biết đến đâu. Không ai biết nghĩ là Việt Nam lại có đội tuyển đi trượt tuyết, nói là không ai tin. Nhưng mà từ khi có nhiều cái chương trình làm thì các bạn chỉ, người dân Việt Nam mình cũng biết nhiều,
và tất cả các nước trên thế giới đều biết đến Việt Nam. Đó là một niềm tự hào đúng không? Đúng rồi. Tại mình là người đi đầu của bộ môn này mà lần đầu tiên trong lịch sử của thể thao Việt Nam có được bộ môn này đi đấu trường với thế giới, và tất cả các nước đều rất là ngạc nhiên và rất là nể. Tuy mình không có được giải gì nhưng mà người ta rất là nể. Và tôi biết rằng là mặc dù bây giờ thì điều kiện tập luyện có thể là vẫn như vậy, bởi vì cũng mình không có nhiều cái giải đấu, nhiều cơ hội để mà có thể cọ sát, nên là anh rảnh rỗi thì anh chỉ có lấy ván ra anh trượt, cứ là tập luyện như vậy, và mình sẽ chờ đến cái cơ hội, sẽ có một ngày mình có thể có được cơ hội. Dạ, cho nên là thực ra vì anh cảm thấy là trước khi mà vì anh mời anh Thái Bình á, thì là vì anh cũng được mọi người cũng có nói là anh Bình anh ít nói lắm, ảnh sẽ rất là khó để có thể cởi mở nói chuyện, nhưng mà thực ra là khi mà tiếp xúc với anh thì vì anh hiểu được, và đến bây giờ thì anh vẫn cảm nhận được rất là rõ cái khát khao của anh khi mà muốn được thể hiện mình ở trong cái môn trượt tuyết là như vậy. Và dường như là cái điều gì khó mà mình làm được á thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu mà những điều dễ dàng ai cũng làm được thì đôi khi nó lại chưa phải là một cái động lực lớn để mà anh có thể cố gắng. Vậy thì sau cái kỳ ở Sapporo đó thì chắc chắn là nó sẽ đem đến cho anh một số những cái suy nghĩ, những cái tư duy để mà làm thế nào để anh có thể tiếp tục biến cái ước mơ của mình là sự thật, là một đằng rồi, nhưng mà phải tiếp tục để duy trì cái ước mơ đó hơn nữa. Vậy thì không biết là sắp tới đây thì mình có một cái kế hoạch nào đó đối với cái bộ môn trượt tuyết hay không? Từ cái giải đấu đó, mình có được cái giải đấu cọ sát đó thì bên liên đoàn nó mới tạo điều kiện cho Việt Nam mình gia nhập vào liên đoàn được. Thì vì anh biết là khi đã gia nhập vào liên đoàn thì rất là có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Như có nhiều nhà tài trợ biết đến, và bên liên đoàn cũng khi đi thi đấu, đưa vận động viên đi thi đấu cũng dễ. Thì lúc trước là Việt Nam mình đâu có liên đoàn trực ban, phải gia nhập vào liên đoàn xe đạp và mô tô mới đi thi đấu được. Bây giờ đã có liên đoàn trực ban thì quá rất là dễ dàng. Ra vì anh cũng biết là liên đoàn trượt băng Việt Nam của mình cũng mới được thành lập, và vừa rồi thì cũng tổ chức một cái giải thi đấu trượt băng ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay Landmark, thì cũng rất là thành công, và từ đó thì cũng tuyển chọn được những cái vận động viên để mà có thể nói để sau này nếu có cơ hội thì mình sẽ tham gia thi đấu. Nhưng mà cũng mong là một ngày nào đó thì trượt tuyết của mình có thể là do cái nội dung nó khó và cần phải có sự đầu tư rất là nhiều, mà khi mà đầu tư đi thi thì phải có thành tích, cho nên là nó sẽ có những cái khó khăn bước đầu. Tuy nhiên với những gì mà mình làm được, tại sao những cái điều mà mình nghĩ là chắc không có thì năm 2017 thì mình cũng đã có dạ trực tiếp như vậy rồi. Thì hy vọng rằng những cái gì mà anh Bình ấp ủ thì cũng như là liên đoàn trượt băng Việt Nam, rồi sau này sẽ còn rất là nhiều những cái khác nữa, thì sẽ giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội đi ra nước ngoài ở những cái môn thể thao mùa đông tưởng là khó nhưng vẫn có thể làm được. Cho vì anh hỏi câu này, có nghĩa là khi mà các vận động viên đó, như anh Bình cũng chia sẻ là cũng được tạo nhiều điều kiện như vậy, thì đối với mình vẫn ngày ngày vẫn một cái ước mơ trượt tuyết trên một bãi cát như vậy, thì có bao giờ cảm thấy tủi thân hay không? Mình thì nói chung là không có tủi thân đâu. Tại mỗi môn thì nó có một cái đặc điểm hơi khác nhau một xíu, nhưng trượt cát thì nó cũng giống như trượt tuyết thôi. Nhưng mà cái không khí nó hơi nóng một xíu, nhưng mà có những ngày thì trời rất là ok, mình vẫn trượt được. Mình sẽ phát triển bộ môn trượt két trên cái khu du lịch của mình. Có thể một ngày nào đó mình sẽ tạo ra một cái sân chơi trên đó. Vì phải nhập tất cả các dụng cụ toàn là của nước ngoài. Chứ dụng cụ trượt tuyết thì khi lên két, cái độ dày của nó nhiều, không trượt tốc độ nhanh được. Mình phải nhập tất cả các dụng cụ toàn và chuyên nghiệp luôn về trượt két luôn. Thì tất cả cái bộ môn sandboarding, gọi là sandboarding của bên nước ngoài thì cũng đang phát triển nhiều lắm. Vậy thì bây giờ tiếp theo chương trình, xin mời quý vị hãy theo dõi những hình ảnh sau đây. Giữa những cồn cát ở Mũi Né, thật lạ khi bắt gặp một thanh niên với mái tóc lãng tử đang luyện tập lướt ván trên đồi cát. Anh là Nguyễn Thái Bình, vận động viên trượt ván tuyết Việt Nam, đang nỗ lực tập luyện để tham dự Á vận hội mùa đông 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nụ cười tỏa nắng với mái tóc bù xù, Nguyễn Thái Bình đổi đôi dép sọ ngón bằng đôi giày cồng kềnh để chuẩn bị tập luyện trượt tuyết ở bãi cát Mũi Né.
Chàng trai 29 tuổi này là một trong những vận động viên trượt tuyết đầu tiên của Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy các môn thể thao mùa đông ở vùng nhiệt đới như Đông Nam Á, quanh năm dường như hiếm khi có tuyết. Ở phía bắc dãy núi Sapa, thỉnh thoảng vào mùa đông có tuyết nhưng không có những triền dốc để những người đam mê trượt tuyết như Thái Bình thỏa thích niềm đam mê. Nguyễn Thế Bình và những người đam mê trượt tuyết ở Việt Nam đành vác những tấm vác trượt tuyết, trượt trên những đụng cát nhấp nhô ở Mũi Né để tập luyện. Những vận động viên trượt tuyết như Thế Bình đang phải đối mặt với sự thiếu hụt kinh phí, sự quan tâm của công chúng và không có cơ sở đào tạo. Thì mình thấy hồi trước là ở đồi két thì chỉ không có cái này để chơi, có tấm ván nhỏ đứng lên chạy, ngồi chạy thôi. Thì mình cũng muốn ước ao là có một cái tấm này nè để trượt giống như trên tuyết, là mình cứ nghĩ trên tuyết sao thì trượt ở đây vậy thôi. Năm 2017, lần đầu tiên tới Sapporo thi đấu cũng là lần đầu tiên Bình được chạm vào tuyết. Đó là giấc mơ của anh khi còn là một đứa trẻ gầy gò, đến nỗi bị bạn bè chế nhiễu. Thấy Bình thử sức ở môn võ thuật, sau đó lướt ván diều, lướt ván trước khi bắt đầu lướt cát từ năm 2007. Bình thuộc lứa vận động viên thể thao mùa đông đầu tiên của Việt Nam, nơi mà băng tuyết chủ yếu được thấy qua phim ảnh. Thời gian gần đây đã có một số sân trượt băng trong nhà, nhưng vận động viên các môn trên tuyết vẫn phải biến tấu, vẫn phải tập luyện trên cát. Có 8 đội Đông Nam Á góp mặt tại Thế vận hội mùa đông Sapporo năm 2017. Đó là một con số cao nhất kể từ năm 1986, khi Philippines trở thành quốc gia đầu tiên khu vực góp mặt tại Thế vận hội mùa đông. Phần lớn các vận động viên chơi thể thao ở môn mùa đông là môn trượt tuyết nhờ số lượng sân trượt băng ngày càng tăng ở các nước. Các quốc gia có khí hậu ấm áp hơn như Ghana, Mexico, Nigeria cũng bắt đầu tham gia các môn thể thao mùa đông. Giới chuyên gia nhận định rào cản chính là môn thể thao mùa đông ở các nước thời tiết ấm áp, đó là tài chính. Họ thực sự cần kinh phí để được đưa đi tập luyện ở những nơi phù hợp, dụng cụ cũng như cả về phần dinh dưỡng nữa. À, vâng, vậy thì bây giờ nếu như hỏi anh Bình là cái mong muốn lớn nhất của mình lúc này là gì, thì đó là mong muốn lớn nhất là mình sẽ mong bên Ủy ban Olympic và nước Việt Nam mình tài trợ và có một cách nhìn nhận lớn hơn hoặc là chu đáo hơn về những bộ môn thể thao mạo hiểm. Thì tất cả các bộ môn thể thao mạo hiểm trên hiện tại đây là đã thuộc vào cái hệ thống Olympic hết rồi. Nên mình còn phải đầu tư nhiều về tất cả các bộ môn đó, vì các vận động viên của Việt Nam mình rất là giỏi, không thua kém gì nước ngoài và thế giới đâu. Này, thì hiện tại là mới này, như skateboarding thì cũng vào Olympic, kitesurfing cũng vào Olympic và surfing cũng vào Olympic. Tất cả các bộ môn đều vào Olympic. Có nghĩa là một chân bước vào cánh cửa nhanh nhất. Nên mình cũng mong muốn là một ngày nào đó Việt Nam mình có nhiều bộ môn thể thao vào Olympic sớm hơn. Dạ, cũng hy vọng điều đó. Và mong muốn như thế nào thì cũng là về thể thao, đúng không? Sinh ra đã là con người của thể thao rồi. Thì vì anh cũng rất là hy vọng là những cái điều mà anh Bình mong muốn thì có lẽ không chỉ riêng anh Bình, mà cũng những người lãnh đạo của ngành thể thao cũng rất là mong muốn điều đó. Tuy nhiên cái gì nó cũng sẽ có một cái lộ trình và cần một cái quá trình dài. Và cái gì mới thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cứ như là anh Bình đi, như hồi nhỏ đúng không? Từ xưa đã mê là mình được trượt tuyết, thì cuối cùng đã trở thành sự thật. Lúc nhỏ là mê vào Olympic lắm, nói là sẽ một ngày được bước chân vào Olympic rất là mê luôn. Thì mình chơi kitesurfing năm 2015, 2005-2006. 2005-2006. Có đó. Thì tới 2012 thì chơi ok rồi đó, mình cứ nghĩ sẽ có một ngày kitesurfing sẽ có vào Olympic đó. Thì mình nghĩ vậy thôi. Tới bây giờ kitesurfing vô được Olympic đó. Hình như những cái ước mơ từ nhỏ của anh Bình á, vì anh thấy lúc đó nghe chắc mọi người cảm thấy buồn cười lắm.
cảm thấy nó xa vời, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng trở thành sự thật ha. Thì hy vọng là những cái gì mà mong muốn của anh Bình ngày hôm nay năm 2019 thì cũng sẽ trong những thời gian tới nó sẽ trở thành sự thật. Dạ, rồi cảm ơn anh Bình rất là nhiều khi mà đã đến tham gia với chương trình Thể thao là cuộc sống ha. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh sẽ luôn giữ sức khỏe nè, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, và cũng sẽ là một cái động lực lớn để mà anh tiếp tục cống hiến đối với những cái thể thao, môn thể thao mạo hiểm, và đặc biệt là sau này biết đâu anh cũng sẽ được đi thi đấu trực tuyến thêm một lần nữa, đúng không? Cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Cảm ơn Bình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.